Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ ăn mì cay nha cả nhà. Mình ăn mì cay của Hàn Quốc, của Korea. Nên mình nói, nghe nói con mình nói cay lắm mà mình chưa ăn lần nào, cho nên bữa nay mình nóng mình ăn thử coi sao nha cả nhà. Thử nha. Chưa có ăn lần nào hết. Lần trước mình có ăn cái loại màu hồng, nhưng mà con mình nói là cái loại đen nó cay hơn cả nhà. Nên nấu ăn thử coi sao. Này, cả nhà ơi, mình đang nấu nước để trụng mì nha cả nhà. Mì này nấu đây, có hai loại mì nè cả nhà. Cái loại này là loại màu hồng của Korea đó. Cái loại này thì con mình thích ăn. Cái loại này thì nó là phô mai cả nhà. Đây là phô mai cứ hơi cay nhưng mà ngon lắm. Còn con mình giới thiệu cho mình là cái loại này. Cái loại này rất là cay, nó nói rất là cay, ăn không nổi, cho nên mình mua ăn thử. Mình mua ở siêu thị Korea đó cả nhà. Đó là nóng nha cả nhà, mình sẽ luộc. Mình ăn cái loại cay nha cả nhà. Đây, ăn cái loại cay. Nấu hai bịch. Ăn hay sao? Nấu một bịch. Nấu thử hai bịch cho ăn hết luôn. Nghe nói cay nghe sướng quá, thích quá. Thầy rất là thích ăn cay. Nhưng mà lâu rồi không có ăn cay nữa nha. Lâu không có ăn cay cho nên thử coi. Đây luộc lên. Luộc xong rồi ở trong nó có hai cái bịch sốt vậy nè. À, xong mình bỏ vô. Còn cái loại này cả nha. Cái loại này thì nó ngon hơn, nó không có cay. Loại này thì cho con nít ăn nha. Thôi đây, thế này. Mình nấu thôi cả nha ơi. Ăn thử coi sao. Trời quá là lạnh luôn, ở trong nhà mình mặc áo kín cổ nè cả nhà. Đi ra ngoài là thôi. Phải chê luôn. Mới lần đầu ăn không biết nấu làm sao. Mình thấy con mình ăn á mọi người, mình thấy con mình ăn cái màu hồng. Rồi nó nấu cho mình ăn nhưng mà không có cay, nó nói cái này cay cho nên mình ăn thử. Rồi nó sợ. Không biết ăn nổi không. Như là Korea ăn cay lắm không cả nhà. Korea ăn cay. Cay dữ lắm. Rồi để cho nó. Đây mọi người ơi, nấu xong rồi, bây giờ ăn nha mọi người. Mình có một dĩa cải chua nè cả nhà. Đây của Hàn Quốc luôn, của Hàn Quốc. Đây, dĩa mì cài. À, ăn thử thôi nha. Một ly sữa tươi. Nếu mà cay quá ăn không nổi thì phải uống sữa tươi cả nhà. À, ăn thử thôi nha. Ok. Ừ, dính tướng mắt luôn tại mình bỏ phô mai vô mọi người. Bỏ phô mai vô. Ồ, ngon quá, thơm dễ sợ thơm. Ngon quá. Ừ, ngon quá. Cũng đâu có cay lắm đâu ta. Cái này đâu có nhiều cay trời. Đầu mới có một ngậm mà. Ừ.
ngon quá người, rất là ngon, ngay cả chua, cả ngâm giòn, ngon ơi ngon, giòn, giòn đậm, nhưng mà ăn cơm trắng ngon nha. Cắn chứ gà. Ngon hộp gà ở nhà mình nuôi á, sáng nào mình cũng lụm á, nó là cũng lụm trứng ngon, nấu khoai luôn cả nhà ơi, ăn được à, có gì đâu cái mẹ nó cũng cài quá trời cài. Ngon cả. Ok baby. Quậy quá. Ngon cả nhà. Trời lạnh ăn thì ấm bụng. Thôi. Nói cho mình được ra Hàn Quốc chưa? Nghe nói Hàn Quốc đợt ăn ngon. Hồi đó mình có du lịch ở Thái. Thái là ăn cay mà, ăn cay, cay kinh khủng. Nhưng mà rất là ngon. Rồi bánh trà. Cái gì vậy con? Nó xài bình thường nữa nha, mà ngon. Chỉ có bỏ phô mai lên đây ăn rất là ngon. Con thể ngồi là nó kiếm cái gì có cay hơn nữa không ta? Có gì cay hơn nữa không ta? What are you gonna make with the blackberries? Well, I make jelly, blackberry. Blackberry jelly? Uh-huh. You mean jello or like jelly? Yellow, a jelly, I don't. Jelly would be nice. What? Trời ở đây này. Trời lạnh nó cả nhà cho nên âm u dữ lắm ở ngoài. Trời rất là âm u. Ngon quá trời ngon. Bình thường không có gì cay trơn. Vậy mà nói là cay lắm ăn không nổi. Ai cũng nói cay lắm cay em. Ăn thử quá. Có gì đâu. Bình thường. Thì thấy cái món này Việt Nam này ăn chắc cũng thấy là lâu lắm mà không có ăn cài mấy năm rồi, ít ăn cài lắm cả nhà, tại vì mình nấu để ăn cho con với chồng mình ít ăn cài, ăn cũng ăn cài mà ít, nó hơi nói dạng giống như hơi hít hà cái thôi, giống như ở Việt Nam mình mà ăn cái gì mà bỏ sa tế đồ vô cả nhà vậy thôi, chứ đâu có nó nổi mà ăn không nổi đâu. Bây giờ tôi ăn cài ở Việt Nam hiểu con gái ăn cơm không có ớt hiểm là ăn không ngon, ăn lúc nào cũng phải hả cắn ớt hiểm, cắn nửa trái nha đó.
Thì mới qua Nhật lúc à hồi còn sống ở Nhật thì ăn cay lúc thì mới qua Nhật. Thì đi làm nhà hàng mấy người khách á, ai cũng nói Việt Nam ăn cay đúng không, trời thử cầm ớt hiểm mà phải ăn á. Người ta nói mày ăn hết trời ớt hiểm này tao cho mày 2.000 yên, ăn bình thường có gì đó. Bây giờ lâu quá không có ăn. Ừ, ngon quá, có mì ngon lắm mà. Ăn được. Ngon. Ừ, uống sữa vậy. Vậy thôi. Tại vì lâu quá thì cũng không có ăn cay á, cho nên là thì sợ là ba tử quá thì nó có chịu không, cho nên là uống sữa thôi chứ. Ăn giống như là mình ăn sa tế ở Việt Nam. Ăn phở hay là ăn hủ tiếu rồi này kia, bỏ sa tế cả muỗng vô còn cay hơn cái mì này. Ai sao? Come on. Ừ. Ngon ơi ngon. Đói bụng quá nè. Đói bụng nhiều rồi, sáng giờ bận rộn với con cái. Giờ mới ăn luôn. Nó cho con ăn xong rồi nó ăn. Ăn thử nha mọi người. Ăn thử đi. Ở Việt Nam mình này ăn mất cay đâu. Ở Việt Nam mình người Việt mình ở bên ăn còn cay hơn. Cái này bình thường. Chắc cái này nó cũng làm cho người Mỹ hay các nước khác ăn á, cho nên vậy thôi nha cả nhà. Rất là ngon. Ăn cái này mê ly luôn á cả nhà. Mày ăn ngoài rồi. Ăn ngoài rồi. Chào luôn. Bắt ghế chào đều luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Thị nha. Yeah. Like, share hay nhấn đăng ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin ủng hộ Thị nha cả nhà ơi. Mày đi ăn ngoài rồi.